bữa nay ế, bữa nay đi vòng mới được có 3 bịch à. Muốn khô muốn chết hết rồi. Đâu rồi? Ngủ rồi phải không? Ở đây trời lao rồi. Mỗi ngày cái đi xuống đây xin bà con, xin mấy cái chủ dựa nè, đồ mình đã nhập về lâu ngày người ta bán không được thì đồ nó cũ thì mới đi xin. Đây nè, có một đống rau, rau thơm dưới đây nữa. Cái này toàn rau thơm không à, xả, cải thiện. Cái này khoai hay gì đó, mướp, đậu que. Chút xách xe này đi kinh tiếp nè. Này không biết có không là hên xui rồi. Chợ thấy đồ đông rồi, có đồ nhiều. Cà pháo có xoài luôn, xoài chín. Chép dầm rồi đó. Khóm từ thiện đi mấy em ơi. Hôm từ thiện đi mấy em ơi. Bữa nay xuống hả? Nay xin được nhiêu nè. Này gì vậy? Xoài. Xoài chín. Nay đồ que nhiều.
Này gì trời, vừa thấy gì chanh. Rau thơm nè, cần ống nè, cà tím nè, củ cải trắng nè, cải thề nè, đậu que nè, sả nè, khoai mì, cũng đủ thứ hết, đủ đủ. Rồi có cái con misa nè. Chị không ngủ không? Thì sáng có hũ qua đúng rồi, bà cho người ta hết rồi. Còn cái này nè, nấm nè. Được mấy bịch nấm nè. Nấm đó, nấm cà rốt. Cái này gì? Khoai cây. Đi vô ngủ đi. Hả? Đi ngủ đi. Đi không? Con đi ngủ không? Giờ này đi ngủ đi. Đi, đi. Ai sủa tôi á? Hả? Đứa nào dám sủa tôi á? Không về ngủ mà qua đây làm gì? Hả? Hả? Không về ngủ qua đây làm gì? Hả? Rồi này khỏi chia ra đâu. Để tôi để nguyên bịch để cho mấy cho mấy đứa nhỏ. Mở nó vô đây nè. Vô đây nè. Đồ ăn của anh tao là nó gì nè. Nếu mà không cho chín. Đậu que này người Việt thích ăn chứ người mẹ ít ăn. Có mớ này nữa nè. Mớ này cũng ngon. Cái thìa. Về ngủ nè, Misa. Quá sao nóng. Thôi đây. Là ba cải thiện bật lửa được có nhiều. Thôi thôi.